Ôi có thính này. Ô thính rơi ở trên này lần đầu tiên các bạn ơi. Thính rơi ở đây luôn này. Một thanh niên không biết lấy đồ. Thính rơi trên này luôn này. Lấy đi, đứng gần ra sát như mình ấy, lấy đồ. Đứng ra sát bờ ấy. Đứng ra sát cái mép của mình ấy, lấy đồ. Hơi dịch một tí thôi, không rơi xuống dưới. Lần đầu tiên thấy thính rơi ở trên này mọi người. Mình sẽ làm một cái clip hoàn chỉnh giải 4 câu đố này. Theo như cái bên này thì sẽ là quay ngang này, quay xuống này và quay hướng góc 11 giờ này. Đây quay ngang này. Quay xuống dưới này. Và quay góc 11 giờ. Đấy thì cái hòm này nó sẽ tự động mở mọi người nhé. Đó. Mình sẽ giải đố nốt bên này nữa. Bên này thì sẽ là câu trả lời thôi, chỗ nào ít người nhảy nhất. Chọn bừa bốn cái thì kiểu gì cũng trống mọi người. Không được. Đùa đâu. Hiện tại khu vực nào có ít người chơi nhất. Giải đố thất bại luôn này, chắc phải đi một lát nữa rồi quay về giải đố được. Còn bên này thì chó, mèo, rắn. Đầu tiên là mèo này, chó này, rắn. Và cuối cùng là con cò mọi người nhé. Đấy, giải đố. Đó thì mọi người sẽ nhận được đồ ở trong này. Tiếp theo sang khu vực bên này. Cái này thì chơi bình thường thôi mọi người, chỉ cần việc là cho nó phát sáng hết chỗ này này. Cần vào đây nhá. Làm sao mà để nó sáng hết cái góc này. Gần đây. Chắc nó không phải có quy luật nhưng mình chưa tìm ra cái này. Mình hiện tại mình chưa tìm ra cái này. À đây, quy luật là phải lấp đầy ô kia bằng những cái đường thẳng. Thì cái này cũng có quy luật nhé. Mình hiểu cái quy luật là phải lấp đầy những cái ô kia bằng một cái đường thẳng. Nó giống như chơi game ấy. Mọi người chơi game mà tựa game hồi nhỏ nhỏ ấy, hay chơi ấy. Bên này giải đố rồi thì những cái câu này thì trả lời cũng bình thường thôi, không có gì. Bây giờ là cái đèn này là 22 giây nó sẽ bay. Mình sẽ lên trên và đi vào cái khu vực có con quái nhé mọi người nhé. Bay lên là quái sẽ mở này. Cửa này sẽ mở. Cửa mở thì mình cũng không biết là có nên đưa các bạn vào. Các bạn phải bắn rắn nhá. Các bạn phải bắn con rắn thôi. Xong rồi bắn cả con kia nữa. Nhưng bắn rắn để lấy đồ. Ok vào này. Từ từ từng người vào một. Đây, kích hoạt lên này. Kích hoạt hai bên. Bên kia kích hoạt đi. Số 3 kích hoạt đi bạn ơi. Rồi. Hiện tại thì không có bình xăng. Nó kích hoạt rồi định chạy ra ngoài ạ. Thanh niên là kích hoạt xong chạy ra ngoài, ta đang đổi bên trong chơi ạ. Trước tiên là mình bắn mấy con rắn trước để nó lấy đạn ấy. Mọi người nhớ bắn cả con kia này nhé. Sao cái con này nó cứ chơi mình đấy nhở? Bắn nhanh nó được một cái hòm kính nhiều đồ lắm mọi người. Cố gắng xây tốt nó vào, xây vào đầu nó đi.
Rồi, ok. Scalar giáp 3 này. Ok, cái bạn nó còn quái. Thế xong cái clip nhé các bạn nha. Ok. Clip 6 I phút. got supplies. Mình không biết mình dùng những cái tàn gì được. Đạn xanh thì ít quá. I got supplies. Cái gì đây, cầm hết, đang nghèo không có gì. I got supplies. Băng đạn thay nhanh mở rộng, băng đạn thay nhanh mở rộng đây, cái băng đạn mở rộng đi, cái tay cầm này, một cái này, đầu nòng này, đạn thanh AR, rồi cúp vào một cái này, ok, nếu vứt hết trên cái đỉnh này, ôi có thính này, ô thính rơi ở trên này lần đầu tiên các bạn ơi, thính rơi ở đây luôn này. Thanh niên rơi rồi. Thanh niên không biết lấy đồ. Thính rơi trên này luôn đây. Lấy đi, đứng gần ra sát như mình ấy, lấy đồ. Đứng ra sát bờ ấy. Đứng ra sát cái mép của mình ấy, lấy đồ. Hơi dịch một tí thôi, không rơi xuống dưới. Lần đầu tiên thấy thính rơi ở trên này mọi người. Lần đầu tiên luôn thấy thính rơi rơi ở cái khu vực này luôn. Giảm thanh R đây đâu rồi, giảm thanh đây, số nào đang xin, ai đang xin đây, sáu phút nữa nó mới rơi rồi. Mình đi nhặt nốt cái khẩu SKL ở trên tầng. Rất tiếc là mình giải đố không trọn vẹn. Số 3 lát nữa mình rơi xuống gặp mình lấy được. Ai bảo là cứ hấp tấp vội vàng nhảy nhẹ phát nó rơi xuống. Mình lấy SKL mình bắn. Ô, rất là nhẹ. Thấy nhìn mở rộng. Đấy có máy bay luôn này. Máy bay bay đúng tầm mình luôn. Yeah, có cái tháp đang lại kìa. Cam bên đấy mới ra có người. Có tháp nó đang lại. Tháp đây không có ai. Đây lần đầu tiên mình thấy thì nó rơi ở chỗ này. Đấy, ấn ở đây. Có khẩu M249. Giáp 3, mũ 3 đây. À, bây giờ bạn 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 dịch ra để bây giờ mình không có bom. Bây giờ mình ném bom ấy cho cái thính này nó rụng hướng. Này, bạn xem mình tạo mây nhá. Xem mình tạo mây này. Tạo mây luôn trên trời luôn. 5 4 3 2 1. Này nhìn này. Marked a location. Ô không, không tạo được mây à?
Mỗi lần là mình ném xuống là quả bom mình nó có khói luôn đấy.